Kính thưa tất cả các vị khách mời, kính thưa tất cả các anh các chị tham gia ở hội thảo trên khắp cả nước. Do cái điều kiện dịch bệnh Covid-19 chúng ta không có cái cơ hội tập trung nhưng mà tôi tin rằng là cái hội thảo với tất cả trên 300 người tham dự như hôm nay, chúng ta sẽ bàn về một vấn đề mà chúng tôi đang nghĩ là rất nóng trong ngành xây dựng. Có thể nói là như cái phần mở đầu là chúng ta biết rằng cái hoạt động đầu tư xây dựng nó là một cái hoạt động rất quan trọng trong cái phát triển kinh tế xã hội của chúng ta cùng với cái sự phát triển của tất cả các ngành kinh tế khác thì trong khoảng hai chục năm vừa qua ngành xây dựng của chúng ta cũng có một cái bước tiến phát triển rất là mạnh cả về quy mô cả về công nghệ cả về lực lượng về tất cả mọi mặt đóng góp một cách xứng đáng vào cái sự phát triển của cả nền kinh tế chúng ta nếu như người ta tính toán thì có thể nói là cái ngành xây dựng nó đóng góp khoảng đến tám chín phần trăm cái sự phát triển của GDP cả nước và như vậy có thể nói rằng cái ngành xây dựng của chúng ta đang giữ một cái vai trò cực kỳ quan trọng trong sự phát triển kinh tế chung thì rõ ràng là có thể nói là với cái quy mô của ngành xây dựng chúng ta từ những cái hợp đồng xây dựng ngày trước chỉ 5-10 tỷ đến bây giờ chúng ta đã có những cái hợp đồng thi công xây dựng một vài nghìn tỷ thì chúng tôi cho rằng đấy là về quy mô về công nghệ về giá trị tất cả mọi chuyện đều phát triển thì tuy nhiên là bên cạnh cái sự phát triển những cái mặt tích cực đó thì trong quá trình phát triển cái ngành xây dựng của chúng ta nó cũng có những cái mâu thuẫn nội tại và một trong những cái mâu thuẫn nội tại đó chính là cái sự tranh chấp của các hợp đồng kinh tế xây dựng giữa chủ thầu và chủ đầu tư rồi những vấn đề thanh toán những vấn đề chính sách chế độ và chúng tôi cho rằng đây là những cái vấn đề càng ngày càng trở nên bức xúc mà nếu như chúng ta không tìm ra cái hướng giải quyết thì cái sự phát triển của ngành xây dựng của chúng ta chắc chắn sẽ bị cản trở và thậm chí cũng có nhiều nhà thầu lớn của trong nước đã nói với chúng tôi rằng nếu như cái tình hình này phát triển thì ngành xây dựng thậm chí là sẽ tiêu vong bởi vì không thể tồn tại được những cái công ty xây dựng với những cái quy chế hiện tại đây chính là những cái mà vấn đề chúng tôi thấy rằng cần phải bức xúc là giải quyết vì vậy cho nên là thời gian uh, gần đây chúng tôi có trao đổi với trọng, trung tâm trọng tài thương mại quốc tế Viac và chúng tôi nghĩ rằng các anh cũng có đồng một cái suy nghĩ chúng tôi và hôm nay trong cái buổi hội thảo này với cái sự hỗ trợ hết sức là tích cực của Viac chúng tôi hiệp hội nhà thầu VCC xin trân trọng được tổ chức một cái hội thảo để chúng ta bàn về những vấn đề tranh chấp trong hợp đồng xây dựng và trên cơ sở đó chúng ta có thể có những cái kiến nghị với các cơ quan làm luật của Việt Nam trong cái bối cảnh mà từ đồng chí tổng bí thư đến chủ tịch quốc hội đều khẳng định rằng chúng ta phải hoàn chỉnh cái cơ chế luật pháp cho các cái sự phát triển của kinh tế xã hội vì vậy chúng tôi cho rằng đây chính là một cái bước mà chúng ta thực hiện cái việc đó và tin rằng sau hội thảo chúng ta sẽ có những ý kiến đề nghị một cách xác đáng với các cơ quan làm luật thay mặt cho ban chủ trì hội thảo tôi xin trân trọng cảm ơn tất cả cái sự có mặt của tất cả các anh các chị ở các cái đầu cầu khác nhau để theo dõi cái hội thảo này xin chúc cho hội thảo thành công xin cảm ơn xin trân trọng cảm ơn ông tiếp nối chương trình tôi xin trân trọng kính mời ông Trần Hữu Huỳnh chủ tịch trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam có đôi lời phát biểu khai mạc Vâng, kính thưa ông Nguyễn Quốc Hiệp chủ tịch hiệp hội gặp nhà thầu xây dựng Việt Nam kính thưa các báo cáo viên Kính thưa đại diện các doanh nghiệp, các luật sư, luật gia, các chuyên gia và các nhà quản lý đã tham gia hội thảo hôm nay. À, tiếp theo lời của ông Hiệp, tôi xin phát biểu ba ý nhỏ. Một là vấn đề về nợ động. Nợ động là một vấn đề mà có thể dùng vào ba từ. Một là dai dẳng, hai là thời sự và ba là nhức nhối. Nó kéo dài như vậy là hàng chục năm nay. Mặc dù đã có những cái cố gắng, tuy nhiên vấn đề này không được giải quyết một cách triệt để. Như ông Nguyễn Quốc Hiệp đã nói, thì nó không những không ảnh không những không chỉ ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh nói chung mà ảnh hưởng đến cả việc đầu tư nước ngoài nói riêng nó không chỉ ảnh hưởng cho một ngành kinh tế mà nó ảnh hưởng cho cả pháp luật về môi trường kinh doanh trong đó có chỉ số gọi là chỉ số thực hiện hợp đồng một trong những chỉ số cơ bản mà khi các nhà đầu tư quốc tế và hoặc là các cái môi trường xếp hạng về môi trường kinh doanh người ta coi đó như là một trong những cái chỉ dấu để xem là có cần thiết phải đầu tư hay không cái ý thứ hai chúng tôi muốn nói là đã có những cố gắng lớn của nhà nước trong việc ban hành chính sách pháp luật nhằm cải thiện vấn đề này. Với tư cách là người nhà quản trị quốc gia, với tư cách là một nhà đầu tư lớn, nhà nước cũng đã có những hướng dẫn để tạo điều kiện tốt hơn cho các ban quản lý dự án, các nhà thầu, các nhà đầu tư khác, các chủ đầu tư khác trong vấn đề là để thực hiện các cái hợp đồng xây dựng. Đối với cộng đồng các doanh nghiệp bao gồm các nhà đầu tư tư nhân và các nhà đầu tư nhà nước các nhà thầu xây dựng bao gồm các nhà thầu xây dựng nhà thầu tư vấn thiết kế giám sát chúng tôi nghĩ đã có một sự chuyển biến cơ bản trong vấn đề là nhận thức về vấn đề đàm phán thực hiện ký kết hợp đồng và giải quyết tranh chấp hợp đồng đấy là vấn đề nội dung thứ hai mà chúng tôi muốn nói nội dung thứ ba chúng tôi xin muốn nói thêm là trung tâm trọng tài quốc tế việt nam một tổ chức hàng đầu về trọng tài tại việt nam đã nhận đến hàng trăm vụ xây dựng vụ kiện về xây dựng và trong mấy năm gần đây thì các vụ kiện xây dựng càng ngày càng tăng lên trị giá tranh chấp theo như thống kê trong 4 năm năm gần đây là trị giá tranh chấp lên đến hơn 10.000 tỷ thì đấy là một con số tương đối lớn trung tâm với tư cách là một tổ chức có chức năng giải quyết tranh chấp thì chúng tôi đem những cái hiểu biết các trong tài viên đem những hiểu biết những bài học kinh nghiệm để phổ biến cho các doanh nghiệp đồng thời phối hợp với các hiệp hội trong đó có các hiệp hội các nhà đầu tư xây dựng Việt các nhà đầu tư xây dựng Việt Nam hiệp hội của các cái nhà đầu tư đường cao tốc Việt Nam, hiệp hội các nhà tư vấn thiết kế Việt Nam, các trường đại học, các tổ chức khác, liên đoàn luật sư để phổ biến cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng nhằm rút ra những bài học trong quá trình là ký kết thực hiện và giải quyết tranh chấp trong xây dựng. Thế thì hôm nay chúng ta như anh hiệp nói chúng tôi trân trọng rất trân trọng được vinh dự được cái tổ chức phối hợp với hiệp hội tổ chức cái hội thảo này tinh thần thì chúng ta là rất là khẩn trương trong ngày dịch covid này chúng ta tổ chức một hội thảo này là một cố gắng của các tổ chức của các đơn vị và tinh thần của chúng ta là khẩn trương chúng ta còn 5 báo cáo và chúng tôi nhìn vào đây là số lượng slide là phải lên đến gần trăm slide để được trình bày cho nên chúng tôi rất mong các báo cáo viên hai điểm một là chúng ta giới hạn thời gian trong khoảng 20 phút nếu mà vượt qua 20 phút thì chúng tôi sẽ cố gắng chúng tôi sẽ nhắc để quý vị có thể là rút gọn lại điều thứ hai là những người đã trình bày trước thì những người trình bày sau chúng tôi những người trình bày sau là những người mà rất có kinh nghiệm tôi nói luôn ở đây là như anh hiệp hay như anh Trùng vừa là những nhà quản lý vừa là những nhà giáo vừa là những nhà thực hành cho nên sẽ không có câu sẽ cố gắng để không lặp lại những cái phần trình bày của các cái nhà thực hành trước và cái phần thứ ba là phần thảo luận thì chúng ta sẽ cố gắng để làm sao như anh hiệp nói làm sao để trong phần thảo luận chúng tôi rất muốn lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp những người mà có thể là không chỉ là vấn đề rút ra bài học kinh nghiệm trong giải quyết tranh chấp mà có những kiến nghị xác đáng về chính sách pháp luật để rồi từ đó chúng ta có kiến nghị chung để nhà nước có thể nghiên cứu có thêm tư liệu và điều cuối cùng tôi muốn nói là cách đây một tuần viết đã phối hợp với các tổ chức ở phía nam tổ chức một cuộc hội thảo cũng rất có ý nghĩa hàng mấy trăm lượt người đã tham dự và cái nội dung cũng rất phong phú chúng tôi lưu ý với các anh các chị những người hôm nay dự hội thảo hôm nay là có điều kiện thì mình sẽ nghe lại cái hội thảo lần trước để từ đó chúng ta có thể có thêm những cái thông tin. Thế thì một lần nữa xin thay mặt cho các cái đơn vị đồng tổ chức xin kính chúc quý vị là có được một cái buổi hội thảo thực sự là bổ ích, thực sự là có ý nghĩa trong trường trong trong người, trong người hoàn cảnh hiện nay. Thì xin phép là chúng ta bắt đầu.